đợi các chiến sĩ của trung đoàn tên lửa 267 thể hiện tài năng của mình với chuyên mục rất quen thuộc, đó là nụ cười chiến sĩ. Ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã thấy được là những chiến sĩ trẻ của trung đoàn 267 đã thể hiện những màn nhảy hip hop này, những động tác kết hợp rất là khỏe khoắn, rất là có thể nói là chuyên nghiệp như những vũ công. Vâng. Nhưng bây giờ thì họ sẽ thể hiện cái sự trẻ trung đó thông qua cái hài hước hó mình với một tiểu phẩm với tên gọi có lẽ là quý vị sẽ rất thích, đó chính là Ai sẽ là em rể? Tiểu đội 3, tập hợp. Em gái ta đã lên trời. Đâu? Hôm nay anh em trong tiểu đội sẽ được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và tài năng của cô ấy. Mà đến Hoa hậu thế giới còn phải kém xa đến vài phần. Ồ, đâu? Đâu? Em đang cây đàn trên quê em, xôn xao nỗi nhớ. Công ơn của mẹ cha, công ơn của bác Hồ cho tiên tính bay xa. Ai muốn làm em rể của ta? Em. Vậy anh em hãy thể hiện tài năng của mình để chinh phục cô ấy. Mana tu sane jumela se osore mio nan con te ate. Này em ơi, ra đây anh bảo em cái này anh. Này em ơi, anh thì chẳng cao to, cũng chẳng đẹp trai, nhưng anh lại khéo tay hay làm. Anh thường hay gấp chim, như chim bồ câu, chim cu gáy. Tóm lại là, những chim yêu hòa bình. Anh xin tặng em một con chim bồ câu và thêm một bông hoa để tỏ tình. Được, bye bye, see you again. Là em gái hay chọn cho mình một chàng trai xứng đáng để làm em rể của ta? Em chọn được rồi. Chúc mừng các bạn, chúc mừng nào đầu tiên.